Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối thứ sáu tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi tối giờ Cali thì ở Việt Nam. Cho nên bước vào cuối tuần rồi. Chúng ta một lần nữa đã kết thúc một tuần. Và trong video này đó, tôi đã chuẩn bị sẵn một số những tin tức tôi muốn chia sẻ nhanh với các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cuối tuần. Nhưng mà sẽ không có video. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng có một số những tin tức nổi bật cộng với lại một số những cái drama các bạn. Nhưng mà đầu tiên hết đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là kết thúc chứng khoán ngày hôm nay thì không có nhiều sự các bạn chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq đó thì xuống 0.13% S&P 500 đã xuống 0.29 và Dow Jones sẽ xuống một chút các bạn xuống 0.5. Chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì tăng nhẹ một chút các bạn, tăng lên 73 đô 67 sen cho một thùng dầu. Chúng ta có thể nhìn thấy hợp đồng vàng đó hôm nay cũng có một cái sự tăng trưởng nhẹ lên tới mức là 1930 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao các bạn? BTC đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được khi mà zoom ra đó thì cả tuần này chúng ta có nhiều tin tức nhưng mà thật ra giá cả cũng không có nhiều thay đổi khi mà chúng ta zoom ra các bạn mới thấy được là giá BTC cũng cỡ đó mà thôi. Chúng ta đã thấy là trong khoảng thời gian khoảng chừng 2 tuần qua đó thì giá của BTC cũng ở mức này, khoảng chừng là hơn 30.000 đô một chút các bạn. Và so với lại cách đây một tuần đó thì chúng ta đã thấy là BTC khoảng chừng là 30.600 đô thì trong tuần này đã giá BTC xuống nhẹ một chút, xuống mức là khoảng 30.300 đô. Nhưng mà nói chung cũng không có nhiều sự thay đổi. Chúng ta nhìn vào tổng quan thị trường crypto dựa theo Crypto Bubble So thì hôm nay chúng ta cũng có nhiều màu xanh xuất hiện, nhưng mà không phải là xanh nhiều lắm các bạn. Chúng ta có những đồng như là CRV tăng 7.5%, Cash tăng 9.5%, uh, Arbitrum tăng 5.6% phần lớn là màu xanh nhưng mà không phải là xanh nhiều như thường dự chia sẻ với các bạn chúng ta nhìn thấy được là tổng số vốn hóa đó thì tăng 1.3 phần các bạn vẫn hơn 1,2 nghìn tỷ BTC thì hôm nay tăng 1 phần y từ cũng tương tự BNB cũng như vậy chúng ta cũng có uh, cái update liên quan tới BNB thường chia sẻ với các bạn uh, chúng ta có một số những đồng lớn khác đó thì cũng tăng nhưng mà chúng ta có đồng mà tăng nhiều nhất trong cái top 10 này chính là Solana các bạn tiếp tục tăng trưởng 8.8% có nghĩa là trong vòng một tuần qua nó Solana đã hồi phục lại 15% rồi về mặt tin tức đó, thì cái thông tin liên quan tới thị trường tài chính nói chung ngày hôm nay mà nhiều quan tâm đó chính là cái thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp và cũng không có gì đặc biệt đâu các bạn chúng ta đã thấy được là phần trăm thất nghiệp của Hoa Kỳ 3.6% các bạn như lời ước tính và đã thấp hơn so với tháng vừa rồi là 3.7 phần trăm thất nghiệp này rất là thấp trong vòng mấy chục năm qua và cái thông tin này cũng không làm cho nhiều người bất ngờ đâu các bạn này nhớ là ngày hôm qua chúng ta nói tới chỉ số việc làm đến từ ADP thì cũng cho thấy là cái tháng vừa rồi chúng ta đã có thêm rất nhiều việc làm nói chung thì mọi người bây giờ vẫn đã dự tính là Fed sẽ tăng thêm 0.25 cho nên cũng không có gì gọi là khác biệt sau khi nhận được cái thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp ngày hôm nay À, chúng ta nói tới crypto đó, thì uh, có một cái nhận định lần này là đến từ jp morgan các bạn thì chúng ta đã biết là gần đây đó, cái sự sôi động đã trở lại đối với bitcoin spot etf dẫn đầu với blackrock đó thì uh, jp morgan cũng đã đưa ra cái quan điểm của mình liên quan tới Bitcoin Spot ETF và quan điểm của JP Morgan thì đương nhiên cái sản phẩm Spot ETF nó sẽ có nhiều lợi thế hơn là sản phẩm Futures ETF. Bây giờ ở Hoa Kỳ đã có Bitcoin Futures ETF rồi dựa theo cái giá của Futures trên CME nhưng mà đó là cái sản phẩm liên quan tới hợp đồng tương lai thì dựa vào giấy tờ mà thôi chứ không có Bitcoin thật sự cho nên chúng ta muốn có một cái Bitcoin Spot ETF. Đây là một cái quỹ mà sẽ có Bitcoin thật sự lưu trữ rồi cái cổ phiếu phát hành dựa trên số lượng btc đó và đây là một sản phẩm mà đối với những cái người đầu tư thông thường đó, nó sẽ có phí rẻ hơn và nó tiếp cận giá btc tốt hơn là futures à, thì đó là một cái lợi thế jp morgan cũng đã chỉ được lợi thế này à, thêm vào đó nữa đó thì khi mà đã có bitcoin spot etf thì nó sẽ tăng thêm cái tính thanh khoản cho btc và có thể cho thấy được là sẽ có nhiều cái volume giao dịch đến từ thị trường tài chính truyền thống thì có thể dẫn đến là giá cả nó sẽ rõ ràng hơn khi mà chúng ta có nhiều volume đến từ một phía nào đó thay vì bây giờ đã chỉ dựa vào cái volume đến từ những cái sàn spot trên thế giới cho nên đây là cái suy nghĩ đến từ JP Morgan nhưng mà JP Morgan thì nói là cho dù có nhiều ưu điểm như vậy nhưng mà Bitcoin spot ETF nếu như mà được thông qua đó thì cũng không hẳn là giá sẽ có thể tăng trưởng đâu tại vì chúng ta hiện bây giờ đã có những cái Bitcoin Spot ETF ở những quốc gia khác mà không phải ở Hoa Kỳ chúng ta đã biết là cái quỹ Bitcoin Spot ETF đã có ở Canada một nhiên quỹ lớn đó chính là cái quỹ Purpose chúng ta cũng có quỹ Spot ETF ở châu Âu ở Brazil vân vân thì trong dòng cả năm qua cái nhu cầu để sở hữu và giao dịch những cái quỹ đó cũng không có nhiều thì JP Morgan đưa ra nhận định là khi mà được thông qua thì chúng ta cũng sẽ không thấy cái sự tăng trưởng mạnh liên quan tới giá của BTC Cái này cũng đúng một phần thôi các bạn Tại vì đúng là chúng ta đã có những cái quỹ như là Canada, ở châu Âu, ở Brazil đã một thời gian rồi Nhưng mà các bạn nên biết đó. thứ nhất đây là những cái thị trường chứng khoán nhỏ hơn Hoa Kỳ rất là nhiều Thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ là thị trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới các bạn Và điều thứ nhì nữa đó là những người đầu tư ở Hoa Kỳ không dễ dàng tiếp cận được với những cái quỹ ở những quốc gia khác Nó không có đơn giản như các bạn nghĩ, không thể nào mà thuận lên trên một cái ứng dụng mà dễ dàng tiếp cận được với lại cái quỹ ở Europe hay là cái quỹ ở Brazil Điều thứ ba nữa đó là hiện bây giờ chúng ta nói tới trong vòng 12 tháng qua Thì đương nhiên đó là cái thời gian rất là ảm đạm Các bạn đừng nói tới là cái nhu cầu để sở hữu Bitcoin Spot ETF ở những quốc gia này Chúng ta nói tới nhu cầu để mua bán BTC trên sàn mà chúng ta đang sử dụng hiện tại đó thì cái volume cũng đã xuống nhiều rồi tại vì đó là cái thời gian ảm đạm nhiều người rời khỏi sau những sự kiện năm 2022 chúng ta đã đi vào một cái đợt downtrend cũng rất là sâu các bạn từ 69.000 đô xuống còn khoảng chừng 15.000 đô khiến cho nhiều người sợ hãi và bỏ đi thì đương nhiên cái volume sẽ giảm rồi và volume ở trên những cái quỹ này cũng sẽ giảm luôn đó là điều mà dễ hiểu mà thôi nhưng mà cái mà tôi nghĩ JP Morgan không muốn nói đến đó chính là khi mà chúng ta đã có sẵn quỹ Bitcoin transport ETF này thì cái ngày bắt đầu phát hành thì đương nhiên không phải ai cũng ao ạt vào để mà thu mua à, những cái cổ phần đi qua cái quỹ này đâu nhưng mà cái quỹ này đó sẽ là một cánh cửa mở khi mà nhu cầu tăng lên thì các bạn thấy được chúng ta sẽ có thể à, có những người đến từ phố Wall, có những người mà đầu tư truyền thống đó thì họ sẽ dễ dàng tham gia vào đợt này thay vì là những đợt trước đây đó như năm 2021 khi mà nó rất là sôi động hay năm 2017 khi mà BTC rất sôi động thì lúc đó có thể là nhiều người muốn tham gia vào nhưng mà họ lại không có muốn mạo hiểm họ cũng không có uh, muốn tạo một cái account trên Coinbase hay là một sàn nào khác không phải là sàn chứng khoán còn đang lưu trữ để mà đi thu mua BTC thì có thể họ sẽ tiếp cận được với cái, cái quỹ ETF thậm chí đó có thể là nhiều bạn không có rõ những nhà đầu tư truyền thống mà nhất là những người mà họ đã quen sử dụng những cái ứng dụng như là TDM thì họ thậm chí cũng không muốn sử dụng những ứng dụng như là Robinhood các bạn. Robinhood á, thì dành cho những bạn trẻ sử dụng là nhiều, còn những người mà đầu tư bình thường thì họ đã quen sử dụng những cái sàn hiện tại. Cho nên ngay cả những sàn như Robinhood, Weibo mà những sàn đó đó cho dù nhiều chứng khoán cũng không có nhiều những nhà đầu tư truyền thống trên đó các bạn. Phần lớn là thu hút những cái giới trẻ sử dụng những ứng dụng đó. Thì nó có cái sự khác biệt ở đây. Và khi mà chúng ta thấy cái sự bùng nổ thì đợt này tôi nghĩ sẽ đem đến rất là nhiều những cái nhà đầu tư truyền thống tham gia vào nhiều hơn như đợt trước. Những ai mà muốn thu mua BTC như là thông qua các bạn đó, thì đương nhiên sẽ không có đụng tới spot between ETF rồi. Chúng ta muốn tiếp cận trực tiếp với BTC quỹ này nó sẽ mang đến những nhà đầu tư mà thị trường này đang không có hiện tại nhưng mà sau này sẽ có khi mà quỹ này được thông qua cho nên đối thượng thì vẫn là net positive có nghĩa là sau khi được thông qua đó thì có hại và có lợi nhưng mà dài hạn tôi vẫn nghĩ là nó có lợi nhiều hơn là hại và có thể mở rộng được vốn hóa của thị trường này và nói tới cái sự nhu cầu đó, thì cũng không hẳn là sẽ không có nhiều người muốn tiếp cận quỹ này đâu các bạn tại vì ngay cả bây giờ đó chúng ta thấy đây vẫn chưa có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF nào nhưng mà nhu cầu thu mua những cổ phiếu liên quan đến crypto như là chúng ta thấy là MicroStrategy hay là Coinbase thì cũng đã tăng nhiều rồi. Các bạn đã thấy là cổ phiếu của MicroStrategy đó hôm nay tăng 1.11% nhưng mà từ đầu năm tới bây giờ các bạn thấy đã tăng 168.9% rồi. Và chúng ta lại thấy một hiện tượng nữa là ngày hôm nay đó thì những cái cổ phiếu liên quan đến đào BTC đó những công ty như là Bitfarms, CleanSpark các bạn thấy được là nhiều cổ phiếu như là Green Knight Generation đó, thì tăng tới 32% trong ngày hôm nay. Này. nhiều cổ phiếu liên quan đến đào btc đã tăng trưởng một số lượng không nhỏ ngày hôm nay ít nhiều gì nó cũng phản ảnh được là cái sự hứng thú để mà tiếp cận với thị trường btc này cho dù là thông qua microstrategy cho dù là thông qua Coinbase hay là thông qua những cổ phiếu này đó, thì vẫn đang có và là một dẫn chứng là phố wall ngày càng có hứng thú đối với lại btc Tôi cũng muốn dành thời gian video này để cập nhật cái bản hit map mới nhất đến từ Classno các bạn. Thì những bạn nằm theo kênh thì cũng đã quá rành cái hit map này rồi. Thì rất là đơn giản các bạn bên tay trái đó, đây là những cái nhóm địa chỉ ví khác nhau bắt đầu từ là cái nhóm địa chỉ ví có dưới một BTC rồi một tới 10 BTC và bên trên này đó là cái nhóm địa chỉ ví mà lưu trữ rất nhiều BTC là hơn 10.000 BTC. Còn bên tay phải đó thì chúng ta có từ màu đỏ lên tới màu xanh dương. Thì màu đỏ có nghĩa là chúng ta đang thấy hiện tượng là BTC rời khỏi bởi ví và màu xanh dương là hiện tượng tích lũy btc thì chúng ta đã nhìn thấy được một điều uh, mà chúng ta đã chứng kiến một thời gian qua đó, đó chính là sau một thời gian tích lũy từ cái nhóm mà có nhiều BTC nhất thì gần đây, đây cái nhóm đó đã từ từ chuyển qua là màu đỏ các bạn, có nghĩa là chúng ta đang thấy là BTC rời khỏi những địa chỉ ví này, nhưng mà ngược lại đó địa chỉ ví nhóm mà tích lũy đó chính là từ 1.000 cho đến 10.000 BTC và chúng ta cũng đã từng nói đó, đây có thể là những quỹ đến từ War muốn tích lũy BTC cho nên chúng ta mới thấy là cái nhóm này chuyển qua màu xanh dương còn những cái nhóm này chỉ biết còn lại đó, hiện bây giờ đang ở cái mức là chuyển từ màu đỏ qua màu vàng các bạn có nghĩa là đang nó nằm chính giữa chưa có tích lũy nhiều nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta thấy btc rời khỏi nói chung đó, thì từ từ chuyển qua về cái xu hướng để tích lũy và cái thời điểm ngay bây giờ rất là giống một thời điểm gần đây chúng ta đã từng chứng kiến đó chính là thời điểm nào các bạn đó chính là cái thời điểm mà ngân hàng sbb sụp đổ hồi tháng 3. các bạn thấy là có rất nhiều cái điểm giống. Và các bạn cũng nhớ là cái thời điểm mà ngân hàng SVB sụp đổ đó là lúc đó chúng ta thấy giá của BTC tăng từ 20.000 đô lên tới 25.000 đô ngay cái thời điểm đó và sau đó đi ngang một thời gian rồi chúng ta thấy được là chạm 30.000 đô vào khoảng giữa tháng 4 sau đó chúng ta đã có một cái đợt điều chỉnh xuống còn 25.000 rồi chúng ta thấy là gần đây đã đi ngược trở lên tới mức là 30.000 đô khi mà có thông tin liên quan tới BlackRock thì các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment bên dưới. Đây là một cái nhận định mà thôi không giống hoàn toàn các bạn nhưng mà có nhiều điểm nó cũng trùng hợp với nhau và không những là chúng ta thấy là những cái công ty phố wall đang có hứng thú với btc mà chúng ta nhìn thấy được trong cái đợt mà bầu cử tổng thống kế tiếp này chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều những cái ứng cử viên đã lên tiếng ủng hộ BTC một crypto các bạn. Chúng ta đã có những cái ứng cử viên như là trên màn hình các bạn thấy à, đây chính là ứng cử viên đến từ Đảng dân chủ các bạn Robert Kennedy Jr à, thì đã là một trong những người mà lớn tiếng ủng hộ BTC. Và dựa theo cái tài liệu văn bản mà nộp để mà ra ứng cử đó thì hiện bây giờ Robert Kennedy đang lưu trữ khoảng chừng từ 100 cho đến 250.000 đô la BTC Cái số lượng này đó thì nó sẽ không có chính xác các bạn Tại vì trên giấy tờ các bạn chỉ để là lưu trữ khoảng bao nhiêu mà thôi Nhưng mà con số này đó thì có thể là đến từ người ta quyên góp Tại vì theo tôi hiểu là Robert Kennedy Jr. thì cũng chấp nhận nguyên góp bằng BTC Và đương nhiên cái tên này nghe quen Tại vì đây chính là cháu của cựu tổng thống Robert Kennedy các bạn và không chỉ riêng là Robert Kennedy Jr à, là người mà ủng hộ BTC trong cái đợt tranh cử tổng thống kế tiếp này mà chúng ta thấy là có những người đến từ Đảng Cộng hòa như là chúng ta có Ron DeSantis thống đốc của Florida và chúng ta có thị trưởng của thành phố Miami của tiểu bang Florida đó chính là Francis Warren cũng là người ủng hộ BTC cũng đang ra ứng cử tổng thống nói chung thì đợt này sẽ là một đợt sôi động các bạn chúng ta đã thấy BTC và crypto đó đã trở thành một đề tài mà quan tâm đến từ chính trị của Hoa Kỳ và cái chu kỳ kế tiếp này đã sẽ là một chu kỳ mà cực kỳ thú vị luôn tại vì chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng mà chưa từng xảy ra trong những chu kỳ trước đó mà để thường nhắc lại thì các bạn nhớ là chúng ta đã nhìn thấy được trên màn hình á, cái đường mà màu cam đại diện cho số lượng BTC trên những sàn giao dịch thì chúng ta đã thấy là những cái chu kỳ trước đây giống như các bạn thấy được là cái chu kỳ mà Bình năm 2016 và cái chu kỳ Bình năm 2012 thì chúng ta thấy được là hai chu kỳ đó đều chứng kiến một hiện tượng là cái đường màu cam này vẫn luôn tăng trưởng có nghĩa là chúng ta vẫn thấy có nhiều BTC trên sàn theo chu kỳ này qua chu kỳ nọ đợt này là cái đợt đầu tiên mà chúng ta thấy là bắt đầu từ năm 2020 cho tới bây giờ đó là chúng ta lại chứng kiến BTC rời khỏi sàn giao dịch Đây là lần đầu tiên mà chúng ta sẽ đi vào một cái thời điểm hạ bình Rồi chúng ta đi vào một mùa mới mà BTC trên sàn ngày lại càng ít đi Những đợt trước đó thì chúng ta đang phải đối đầu với lại cái nguồn cung tăng lên trên những sàn Nhưng mà đợt này nếu nguồn cầu tăng lên mà nguồn cung trên sàn mà không còn nhiều như trước đây nữa Thì các bạn có thể nghĩ là giá như thế nào và đương nhiên đây là những nhận định lạc quan mang tính chất dài hạn để các bạn có năng lượng cho cuối tuần này. Nó mang tính chất là chậm vọng vài năm tới đây đó. Thì chúng ta có thể kỳ vọng những điều gì nhưng mà đương nhiên Thuận không phải là người duy nhất đâu các bạn. Một trong những người mà vẫn luôn tin tưởng vào BTC đó chính là chị Cathy Wood Invest các bạn. Và ARK Invest thì cũng đã đưa ra một cái nhận định Lần này đó thì họ cũng có nhận định là cái hứng thú đến từ phố Wall ngày lại càng tăng lên Và nhận định của họ đó là được chia sẻ bởi hai cái dẫn chứng dẫn chứng đầu tiên đó là họ nói nếu như mà chúng ta nhìn vào cái nhu cầu ở trên OTC đó thì có một cách để nhìn thấy được là nhu cầu đang có cái sự tăng lên hay là những cái sàn OTC đó đang chuẩn bị cho một cái lượng nhu cầu không hề nhỏ tại vì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái tài liệu đến từ Classno các bạn và đây là cái tài liệu Tier 3 các bạn đã biết là gần đây thì Classno cũng đã hỗ trợ kênh bằng cách là cung cấp cái tài liệu Tier 3 để thường có thể chia sẻ những thông tin này với các bạn nhưng mà không rành thì trên Classnode nếu các bạn muốn tiếp cận tài liệu tier 3 thì các bạn cần phải trả cái mức là khoảng tám 800 đô một tháng. Nhưng mà phần lớn các bạn chỉ cần tiếp cận tier 2 là đủ rồi. Và nó khoảng chừng là 39 đô một tháng mà thôi. Thông sẽ chia sẻ những cái link trên mạng xã hội nhưng mà nào mà con thú đó muốn sử dụng class no thì có thể uh, ủng hộ kênh. Thì chúng ta trở lại với cái tài liệu liên quan đến cái số lượng BTC trên sàn OTC thì đã có dấu hiệu gì các bạn? Đã có dấu hiệu tăng lên từ tháng 4 cho tới bây giờ. Cái đường màu cam này các bạn thấy là đã tăng lên à, và các bạn đã thấy đó là mỗi một lần mà chúng ta có sự tăng trưởng thì đối với lại Arc thì đây là một dấu hiệu cho thấy là nhu cầu ở trên sàn OTC đang tăng lên và những người sử dụng OTC là những tổ chức đầu tư chứ không phải những người bình thường như là thuận và các bạn. Và đương nhiên tại vì có nhu cầu thu mua BTC cho nên họ mới tích tụy thêm BTC chứ nếu không họ đâu có tích tụy thêm để làm gì các bạn. Và thứ nhì nữa nếu như mà chúng ta nhìn vào cái số lượng BTC mà không di chuyển có nghĩa là không rời khỏi ví đó trong hơn một năm qua một năm qua là một cái thời kỳ mà chúng ta đã trải qua rất nhiều biến động nếu như mà chúng ta thấy không có nhiều BTC rời khỏi có nghĩa là những người ở lại hiện bây giờ đó rất có lòng tin đối với BTC và chúng ta thấy được là cái số lượng BTC mà không di chuyển hơn một năm đó đã lên tới mức là 69% trăm các bạn gần như 70% gần như 70% BTC đã không di chuyển. Đây là một trong những dấu hiệu đối với Invest là chúng ta đang có rất nhiều hodlers và lòng tin đang rất là vững chắc. Những người mà còn ở lại tới bây giờ lưu trữ BTC thì họ không có dễ dàng bị lung lay bởi những cái thông tin, họ không dễ dàng bị hù bởi SEC cho nên ARK Invest cũng có nhận định rất là bullish về dài hạn BTC trong chu kỳ tới đây Một lần nữa như gì thường chia sẻ với các bạn đã, đã chỉ mang tính chất dài hạn mà thôi Phù hợp với những bạn nào mà có chiến lược trung bình giá hay là đầu tư dài hạn. Chúng ta cũng có cái uh, thông tin đến từ Lightning Labs các bạn. Uh, Lightning Labs đó là cái uh, công ty mà phát triển mạng lưới Lightning Network. Uh, thì uh, họ cũng đã đưa ra một cái thông báo đó là Lightning Labs đã phát hành công cụ mới cho phép AI ứng dụng trí tuệ nhân tạo sử dụng BTC trên mạng lưới Lightning Network. Thì cái bộ công cụ mới này đã giúp cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như là chat GPT của OpenAI có thể tương tác với mạng lưới Bitcoin để gửi, nhận và nắm giữ BTC tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và mô hình chat BTC vào mạng lưới Land Network đó, thì có thể mang lại một số lợi ích và cung cấp các trường hợp sử dụng cụ thể như là các bạn thấy là có thể tự trả tiền được giống như các bạn có thể uh, nghĩ đến là sau này đó chúng ta sử dụng xe tự lái thì xe tự lái đó đó họ có thể là đi qua một trạng thu phí gì đó thì xe tự lái có thể là tự trả tiền và tiếp tục đi chứ không cần các bạn uh, phải can thiệp vào để mà trả tiền. Nếu như mà sử dụng những mạng lưới như là line network sử dụng uh, những mạng lưới mở mà có thể tích hợp một cách dễ dàng tại vì tích hợp ngân hàng vào đó thì uh, không có đơn giản gì đâu các bạn. Các bạn có nghĩ đi AI đó thì uh, các bạn có thể nói AI uh, đi mua đồ cho các bạn, order đồ cho các bạn thì AI có thể tự trả tiền cho một cái AI khác mà không cần sự can thiệp của các bạn. Và đương nhiên nếu như mà muốn làm được điều này với lại BTC đó thì phải sử dụng mạng lưới tầng 2 là mạng lưới Lightning Network các bạn. Đây là một cái mạng lưới mà nó nằm bên trên BTC và các bạn có thể hiểu đơn giản đó là đây là một cái mạng lưới mà các bạn có thể uh, ghi cái số gửi nhận giữa hai bên. Rồi khi mà muốn thanh toán đó thì uh, hai bên sẽ cộng trừ với nhau rồi cái con số cuối cùng con số tổng đó là sẽ được chuyển xuống mạng lưới chính thức của btc rồi được xử lý một lần mà thôi có nghĩa là được xử lý một lần nhưng mà cái giao dịch đó là giao dịch đại diện cho rất nhiều những giao dịch ở trên mạng lưới line network cũng giống như là thuận đi uống cà phê nhưng mà thuận muốn ghi sổ không có muốn là mỗi lần đi uống cà phê xong là mỗi lần phải trả tiền thì mỗi lần thuận đi uống cà phê rồi cái nơi đó sẽ ghi lại là thuận thiếu một ly cà phê hai ly cà phê rồi cuối tháng thuận thanh toán một lần thì tới cuối tháng đó cái quán cà phê đó sẽ tổng kết thuận thiếu bao nhiêu tiền rồi sau đó thanh toán một lần một ở trên mạng lưới chính thức của btc nhưng mà một cái giao dịch đó đại diện cho tất cả giao dịch trong vòng cả tháng qua và mỗi lần mà thu cà phê gì đây thì không cần phải chờ đợi lâu các bạn có thể thanh toán rất là nhanh và đó chính là mạng lưới Lightning Network và các bạn thấy được là ở trên Twitter đó thì Dogecoin Bitcoin đã chia sẻ một cái video rất là thú vị các bạn trong cái video này đó à, cho thấy được là sử dụng Chat GPT có thể tích hợp được với lại Bitcoin Payment như thế nào? Cái video này cũng khá là dài các bạn Tới gần 2 phút lần cho nên thường sẽ skip qua Nhưng mà trên trang bản đó thì các bạn đã thấy là Chúng ta có thể lấy một cái mã nguồn Sau đó có thể dùng để mà tích hợp AI trả tiền Thông qua mạng lưới layer Network nhưng mà một trong những cái công dụng khác nữa đó mà một người cũng đã nêu ra mà thường cảm thấy là cũng rất là hay. Đó chính là chúng ta có thể nhìn thấy là gần đây đó thì cái sự kiện liên quan tới Twitter đi. Các bạn thấy được là Elon Musk nghĩ là có ai đó đang muốn ăn cắp dữ liệu trên Twitter, sử những con bot để mà đi lên trên Twitter đọc hết những cái comment, đọc hết những cái post rồi thu thập dữ liệu từ đó. Thì vì lý do đó Elon Musk đã đưa ra quyết định là sẽ hạn chế cái số lượng tweet được đọc bởi mỗi người. À, nhưng mà các bạn thấy nếu như mà chúng ta có thể tích hợp được cái mạng lưới Line Network này đi vào trong Twitter và các bạn thấy được là mỗi lần đó đọc một cái tweet thì sẽ tốn một cái số lượng Satoshi, rất là ít có thể là 5 Satoshi, có thể là một con số mà hoàn toàn không đáng kể nhưng mà nếu như mà một con, cái con bot đó, sử dụng để đọc rất nhiều những cái tweet đó, thì cái số tiền đó có thể là trở nên rất là lớn và đây cũng là một trong những cách để mà ngăn chặn spam, ngăn chặn những con bot để mà tấn công những mạng xã hội đây cũng là một trong cái cách suy nghĩ sử dụng mạng lưới lan network với lại chủ tịch nhân tạo cũng rất là mới mẻ các bạn nhưng mà một điều đó thuận muốn nói với các bạn là chúng ta cũng hay nói tới mạng lưới lan network thì thuận muốn hỏi là bao nhiêu bạn đã thật sự sử dụng mạng lưới này rồi thuận nghĩ câu trả lời là không có bao nhiêu bạn đâu chúng ta đều biết Tới mạng lưới này chúng ta biết về lý thuyết Bản thân Thuận thì cũng đã sử dụng một số ví liên quan tới lay Network các bạn Và một trong những ví uh, tiêu điển thường sử dụng đó chính là uh, ví Strike các bạn uh, Ví Strike là một trong những ví mà Thuận đã từng sử dụng trước đây Thì các bạn đã thấy trên màn hình chúng ta có rất là nhiều những loại ví khác nhau Có thể dùng trong mạng lưới lay Network này Thì có thể nhiều bạn nói là làm sao chúng ta có thể tham gia vào mạng lưới này để sử dụng Thì uh, các bạn có thể sử dụng cách đơn giản nhất đó là cái ví bên trên góc tay trái bên trên này những cái ví này đã là đơn giản và dễ sử dụng nhất các bạn có thể tải ứng dụng về như là ứng dụng của Strike Thì các bạn thấy được là ở bên El Salvador họ sử dụng cái ví Shivo cho nên họ mới có thể sử dụng BTC để mà mua những cái món đồ hàng ngày được Chứ nếu như mà họ sử dụng mạng lưới Bitcoin thật sự đó thì sẽ tốn rất nhiều thời gian các bạn và cái phí sẽ không hề rẻ Cho nên họ cũng sử dụng mạng lưới Line Network thông qua cái ví Shivo Và một trong những cái ví mà rất nổi tiếng đó chính là Wallet of Satoshi Thì các bạn có thể tải những cái ví này vào sau đó các bạn có thể gửi BTC đến cái ví này, rồi trong cái ví này đó các bạn có thể chuyển BTC qua bên mạng lưới Lightning Network. Nhưng mà một trong những điều các bạn phải nghĩ đến đó là đây là những cái ví dễ sử dụng nhưng mà nó là ví custodial wallet. Có nghĩa là khi các bạn chuyển BTC qua bên mạng lưới Lightning Network rồi đó thì cái số tiền đó sẽ bị lock lại trong cái ví này. À, có nghĩa là chúng ta sẽ không giống như là các bạn đang lưu trữ BDC trong cái ví thông thường mà cái ví nó sẽ chữ cái số lượng BDC này cho các bạn. Khi nào các bạn muốn rút ra đó gửi cho về cái ví BDC bình thường thì lúc đó các bạn mới có thể quản lý như là các bạn sử dụng khóa cá nhân của mình. Đây là cái cách hiểu đơn giản thì đương nhiên họ phải lóc lại tại vì sao các bạn tại vì đây là một cái giải pháp nó mang tính chất tập trung hơn. Khi mà họ lóc lại rồi đó thì các bạn khi mà sử dụng thì cái ví mới biết các bạn còn bao nhiêu tiền tại vì phải tạo ra một cái kênh. tôi không muốn giải thích một cách quá phức tạp các bạn. Hiểu đơn giản đó là nếu như mà sử dụng cái ví dụ Thuận đã chia sẻ mới đây với các bạn. Nếu như mà Thuận đi uống cà phê và Thuận uống thiếu hàng ngày thì cái người mà bán cà phê đó đó đương nhiên sẽ có một sự lo lắng là một ngày nào đó. Tới lúc mà thanh toán tiền rồi Thuận không có tiền trả Thuận quịch thì họ làm gì được Thuận Thì để có thể giải quyết được vấn đề đó đó Những cái ví này họ sẽ lóc lại số tiền Thì họ luôn biết được là các bạn có bao nhiêu số tiền lóc Và cái channel đó có bao nhiêu tiền để các bạn có thể sử dụng Nếu như các bạn không muốn sử dụng những cái ứng dụng mà nó mang tính chất tập trung như thế này Thì các bạn có thể sử dụng một trong những cái ví còn lại Nhưng mà cái độ khó nó sẽ tăng lên nó cũng không phải là phù hợp với tất cả mọi người đâu các bạn cho nên cho đến thì bây giờ các bạn thấy là mạng lưới Line Network đã có một thời gian rồi đã có từ bắt đầu phát triển là từ năm 2018 cho tới bây giờ nhưng mà cái sự đột phá vẫn chưa có và thật ra trên mạng lưới này đó các bạn khi mà gửi tiền thì cũng có nhiều đợt bị hỏng các bạn hay là bị fail đó. thì đó cũng là một trong những cái mà vẫn chưa có hoàn toàn khắc phục được và một trong lý do tại sao mạng lưới Line Network vẫn chưa thật sự bùng nổ được sử dụng nhiều à, tại vì cái nhu cầu cũng không có các bạn nhưng mà gần đây cái nhu cầu lại tăng lên tại vì à, chúng ta đã thấy sau khi mà cái sự tắc nghẽn à, lúc mà chúng ta có những cái nft ở trên oinos à, thì à, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến chúng ta cần phải phát triển mạng lưới land Network và những sàn giao dịch như là binance thì à, cũng đã bắt đầu à, nói là sẽ tích hợp mạng lưới này rồi sau này là có thể là chúng ta sẽ thấy cái sự cải tiến liên quan tới mạng lưới thì muốn cải tiến thì phải có cái nhu cầu và nhu cầu bây giờ đã từ từ có rồi các bạn